Rồi ha nha, Giang chào tất cả mọi người nha. Đã trở lại với kênh YouTube của Giang nha mọi người. Thì ngày mới Giang chúc tất cả mọi người xem video của Giang này thật là nhiều sức khỏe nha. Thì hôm nay tiếp tục mọi người đi ra biển giăng lưới kiếm cá ăn nha mọi người. Đó thì đây, cái này lưới của Giang ngày hôm bữa Giang cũng có mua rồi, cũng có giăng hết một đợt rồi. Thì mấy đợt sau rồi cha Giang không giăng. Bây giờ tiếp tục rồi, giờ Giang hôm nay buôn bán rồi, buổi chiều có thời gian rảnh rỗi đi giăng lưới nha mọi người. Rồi mời mọi người cùng đi theo chân Giang ra ngoài biển nha. Ra ngoài biển câu giăng hôm nay có cá không nha, kiếm cá ăn buổi chiều mọi người. Thì mọi người thì cũng trên cái con đường ở quê của Giang nha mọi người. Thì con đường này mọi người chắc cũng biết, cũng quen thuộc rồi đó. Đó, nó đi thẳng hướng ra biển luôn. Còn cái hướng sau này là đi vô nhà của Giang nha mọi người. Thì nếu mà đi xe máy thì không có quay được cái video. Thì Giang phải đi bộ. Mình đi mỗi lần đi giăng lưới đi bộ nó thú vị hơn mọi người. Đó, để Giang cho mọi người xem phong cảnh bên trước nha. Đó, quê hương Giang thì giới thiệu mọi người luôn, ở đây là ta trồng củ sắn nha mọi người. Còn ở ngoài miền Bắc thì ta kêu bằng củ đậu á. Còn ở Giang, Giang kêu bằng củ sắn. Cái này nó cũng còn tầm độ tháng mấy nữa là thu hoạch nha mọi người. Bự rồi, nó lớn lắm rồi. Ta trồng trồng từng clip từng luống nha mọi người. Đó, họ trồng xa lắm. Ở người dân ở đây của Giang trồng rất là xa nha. Trồng nhiều chứ, nhiều lắm. Đó. Nói chung ở đây chủ yếu qua màu. Một năm nó có 3 vụ nha, vụ củ sắn nè, vụ dưa hấu, vụ trồng đậu phộng nha mọi người. Đó. Nhà của anh Tư mình, xong rồi tiếp bên cái nhà trong cái lùm đó là nhà của anh Ba nha mọi người. Đó, thấy không? Mọi người thấy không? Cây nhãn quá trời luôn rồi. Đó, không biết mọi người thấy không? Đó. Quá trời nhãn luôn nha, mùa này mùa mưa cũng mùa này mùa nhãn nha mọi người. Để trái nó cũng còn nhỏ. Đó, thấy không? Nhà của anh Ba. Rồi. Cho mọi người tham quan cái cây bông này cũng đẹp lắm mọi người. Kêu cây bông này cây bông trang nha, cái bông trang mini. Lộc ơi. Đó thì ngày nếu mà đi ngày nào đi giăng lưới ra biển là cũng phải đi ngang nhà của ổng hết nha. Ngang nhà của ổng với đi ngang nhà đất của ổng luôn. Ở đây là đám dừa của ổng. Hôm nay thì anh Ba của Giang ổng không có trồng củ sắn, ổng chuyển sang trồng dừa. Đó. Đường này là đường đất nha mọi người. Giờ cũng còn khoảng một đoạn nữa mọi người. Tú của ngoài từ ngoài đám dương ngoài kia là gần tới biển nha. Đó, để Giang cận cảnh dưa hấu cho mọi người xem nha. Cái này là dưa giống như người ta đang để trái mọi người. Đây có trái dưa nè. Đó mọi người thấy không? Đó. Hôm nay ta trồng nguyên cái cánh đồng dưa luôn. Ta kêu bằng cánh đồng như thầy chắc là ở đây người ta kêu bằng đám dưa không nha mọi người. Thì xa xa mọi người thấy có mấy cây quạt gió đó nha mọi người. Mấy cây tua bin quạt gió. Đây là cỏ tranh nè, giới thiệu mọi người. Cỏ tranh này nha mọi người, cái lá nó rất là bén nha, tước đứt tay nha mọi người. Cái này thường thường người ta đào cái rễ á. Đào cái rễ cái về nấu nước đó, uống á mọi người. Nên nó uống cho nó mát á. Nó giống như sâm vậy. Rễ nó uống có cái vị ngọt ngọt. Đó, mọi người thấy bên đây người ta trồng cái đám xài bự không? Đó đây nào, rồi bát ngát luôn. Mì mì ra kia luôn. Còn đây là đám dương nha mọi người. Dương cái thông đó. Đi bộ tuốt trong đi từ trong kia ra đây cũng hơi xa. Tầm độ 500-600 mét nha mọi người. Đó đây mọi người.
Được, còn đoạn nữa ra tới biển này. Mọi người thấy cái cảnh quê Giang nó có đẹp không? Đó, bình yên không? Xung quanh đâu có nhà cửa gì đâu. Rồi đi tiếp. Đó mọi người. Đó, thì Giang cứ điên khúc quen khúc vậy cho mọi người xem luôn. Đó, giờ ra tới ngoài bãi biển rồi nè. Nó có nguyên cái đồi cát cao dữ lắm nha mọi người. Nhưng là ví dụ giống như mùa này là mùa Nam á. Mùa Nam thì cây cỏ nó mọc rất là nhiều, còn mùa trướng thì mấy cây cỏ này nó nước mặn nó vô nó sẽ chết hết nha. Đó, còn mấy cái này mấy cái tua bin quạt gió thôi. Không có liên quan rồi, Giang không có quay. Đó, cái này là sắp tới đây thì làm khu du lịch ngoài đây thì nó sẽ mở một cái con lộ sát mấy biển luôn nha mọi người. Rồi. Đi tiếp. Mọi người thấy không? Phong cảnh mát mẻ không? Ngồi ở đây mà nhậu rồi có cá có cua còng gì là nướng là hết bài luôn nha mọi người. Đó. Thì ra đây. Thì hôm bữa Giang cũng có ngồi ở đây Giang quay YouTube cho mọi người xem nè. Đây là rau muống biển nha mọi người. Cận cảnh nha mọi người xem nè. Đó, mùa rau muống biển cũng có bài hát mùa rau muống biển nha. Trước mọi người là cái chầu Dưỡng Nghiêu nha mọi người. Đó. Thì Giang sẽ giăng lưới thì Giang ở ngoài đây. Chứ không có đi tuốt dưới kia thì xa quá, phải có xe đạp hay xe máy gì đi mới được nha mọi người. Đó thì giờ để Giang đây Giang quay cái chầu Nghiêu cho mọi người xem nha. Chầu Nghiêu của chú này, chú ngủ đây Dưỡng Nghiêu. Giờ mình cũng không dám lên tiếng cho lớn nữa. Giờ đi ra đây mọi người. Đây có cái bực đá lên. Này cao tầm độ mét mét mấy nha mọi người. Độ mét 2 nha mọi người. Giờ Giang sẽ leo lên cái bực này đi qua bên kia. Giang đã leo lên cái bậc này mọi người. Bậc này sớm leo bước dưới leo lên. Đó mọi người thấy không? Đây là cái mắt nó nhiều nhiều mà trời nắng chói lắm. Đó thì Giang xíu nữa Giang sẽ lại cái đầu đất cái kia rồi Giang sẽ giăng lưới dài ra luôn nha mọi người. Đó mọi người thấy không? Nhà nước người ta làm cái bờ kè mọi người thấy đó. Nói chung là dài lắm. Rồi. Tiếp tục đi mọi người ơi. Đi đi. Cái bậc thềm này nó cao lắm nha mọi người. Nhưng mà mọi người ai có ra tới đây thì mình cũng phải đi đứng cho nó cẩn thận vô một xíu. Đó thì hôm bữa cái mọi người thấy cái cây đen đây không? Đó cái đường câu hôm bữa Giang dài luôn mà Giang vẫn còn Giang câu nha. Nhưng mà có một cái là Giang không có móc mồi. Không có mồi thì cá nó không có ăn nha mọi người. Rồi tiếp tục. Rồi đi ra ngoài cái đường đất tốt ở ngoài đó cái mình giăng lưới mình giăng qua. Thì hôm nay Giang sẽ giăng xích ở trong cạn này có thăm lưới thì coi quay cảnh có cá giăng dính thì gỡ cá rồi cho mọi người được xem cho nó vui. Còn hôm bữa là Giang cũng đi giăng nhưng mà Giang làm tối á mọi người. Nói chung là làm ấy quá. Chiều quá mũi nó cắn không có quay được. Đó mọi người thấy không? Ở đây cá quá trời luôn nè. Cá là nó quận quá trời luôn. Nhưng mà mọi người biết sao được có cái là cá nhỏ không có cá bự nha mọi người. Rồi được cái cá nhỏ không. Giờ đi coi chỗ nào mà có cá bự mình mới giăng. Chứ cá nhỏ giăng dính mất công gỡ mất công. Đó bây giờ tới cái chỗ giăng mọi người, giờ giăng sẽ ra cái khúc ngay đây, ngay tay giăng chỉ nè. Đó giăng đó giăng dài lại đó nha mọi người. Đó thì giăng sẽ bắt đầu giăng sẽ đi đây nha mọi người. Thank you.
Đó thì mọi người ơi, phát lưới đầu tiên của Giang văng qua đây rồi mọi người. Giang nhưng mà được có hai con cá à. Thì lý do là do nước nó chảy cái lưới nó căng quá, Giang không có quay, tiếp tục quay cho mọi người xem. Thì giờ Giang mới cuốn lên, Giang bỏ đằng đầu đằng kia, xíu nữa lại đằng đầu đằng kia văng thêm hai phát nữa nha mọi người. Thì có dính cá Giang sẽ quay cho mọi người xem nữa, chứ ở khúc này nước nó chảy quá thì sợ nó đứt lưới á, Giang cuốn hai giờ kịp luôn mọi người. Đó mọi người ơi, Giang cho mọi người xem cái đặc điểm ở quê Giang nha mọi người. Đó thấy không, mọi người thấy mấy cái con đó không, mấy cái con li ti đó không, đó mấy con cá nóc nối nha mọi người. Để Giang zoom gần lại cho mọi người xem nha. Đó thấy chưa, nó quá trời nhiều luôn nha mọi người. Đó đây nè, người thấy một bầy không? Đó Giang thấy gần lại cho mọi người xem nha. Đó thấy chưa nhiều lắm nha mọi người. Đó, như vừa Giang á, mấy cái con này thì thường là giác tối thì mình đi sôi nó nha mọi người, mình đi sôi nó cái bắt cái về kho u tiêu. Chứ cái con này ở quê Giang thì cái con này thì nó như vậy là nó hết lớn rồi đó, vậy là nó ấy. Mọi người thấy nó dạng không, nó ở gần Giang rồi mọi người. Cái này biết sao không, tại vì không có người bắt á nên là nó rất là dạng, mà có nhiều người mà đuổi bắt nó thì nó nhát lắm nha mọi người. Đó nó nước nó cập bờ nó dài đằng kia nhiều lắm. À, để Giang đứng dậy phát cho nó nhảy lên nha mọi người, nhảy dữ lắm. Đó thấy chưa đây nè, đó quá trời luôn nè. Thôi giờ Giang tiếp tục đi lại nè, chỗ lưới của Giang bỏ nãy nha mọi người. Thì Giang dính được có hai con cá đói à, hai con nhỏ à. Giờ mình lại đằng kia mà mình hy vọng mình Giang dính được chục mười mấy con nữa đi, cái về có nấu canh kho cà gì cũng được nha mọi người. Có thuốc mà kêu ngoài biển à. Đó mọi người thấy xa xa có mấy cái tụ bọt chó mọi người, nhiều lắm nha. Hồi nãy nước chảy quá thì Giang cuốn luôn nha mọi người. Thì đó mọi người thấy không, cuốn xong rồi để phơi nè. Rồi nó dính được con cái đói hơi bự rồi nha mọi người. Cái đói này cũng mập lắm mọi người thấy không, cái lưng nó vàng luôn. Rồi nhiêu đó à, được có nhiêu đó nha mọi người. Thì với không có được con nào nữa hết, với được con cá lưỡi trâu nè mọi người thấy không, cá lưỡi trâu đó. Rồi giờ dưới được một con tên này nè, nãy Giang nói hai con nè, tên này tên đầu phao. Đó thì giờ Giang sẽ gỡ ra nha mọi người, sợi cá ra xong rồi lại khu ở phía trong, nãy Giang ấy mới ngoài, giờ vô phía trong coi thử có nữa không nha mọi người. Thì đó giờ Giang sẽ văng gần bờ nha mọi người, rồi Giang sẽ văng ở khu vực ở trong cái hồ này, ở xuống tuốt kia là nhà của Giang nha mọi người. Đó cái bờ hồ này nó không, nó rộng dài ở đây, ở dưới đây thì cái bờ kè nước biển mà đây nó chảy vô nha mọi người. Đó thì Giang giờ sẽ văng phát cuối theo đó luôn. Thì hồi nãy Giang văng lưới đằng đó nha mọi người, giờ đi lại đây nha mọi người. Thì mặt trời giờ nó cũng chiều rồi, thì giờ chắc cũng cỡ 5 giờ nha mọi người. Đó thì giờ đi qua đây đợi lưới coi có cá dính gì không. Qua đây có mấy ba đứa em nhỏ nó câu cá nè mọi người, thì Giang qua đây quay câu cá luôn cho mọi người xem nha. Rồi thì đi lại tuốt đằng cái bờ đằng kia, đi vòng lên tiêm bên kia lên mới được, chứ đây mình lội qua đây sâu lắm, hụt đầu.
giờ đi giờ đi lại gần tới mấy em nhỏ rồi mọi người. Mấy em nhỏ câu quá câu rồi. Có gì không, câu quá câu em. Quá tài rồi. Bây giờ mình lại mình review cái rổ cá của em nó. Rổ, rổ cá rồi đó mồi. Đây để em mới thăm cái rổ cá này nha mọi người. Đó, thấy không? Mấy con cá này là mấy con cá đù nha mọi người. Mấy cá đù này mà về mà để y ruột kia luôn nha, đừng có mặn nha, chiên xù. Rồi, chiên xù nha. Rồi thả xuống đi em, thả cho sống. Mấy em ở đâu đi câu hả? Mấy em ở trên An Điền anh. Ở trên An Điền. Dễ thương quá trời luôn. Trời rất là đẹp nha mọi người. Mấy đứa có đi học không, nghỉ hè hay gì? Nghỉ hè mọi người. Đó. Bờ này là câu cá lý tưởng luôn nha. Nói chung là cá mắm mà cũng theo mùi mọi người. Bữa cá nhiều bữa ít. Rồi đem bia đem mồi ra đây nhậu nữa thầy. Tới chuyện luôn. Rồi tí xíu có cá bự rồi Giang bật cái quay cho mọi người xem nha. Đó thì hồi nãy giờ cũng 15 phút rồi nha mọi người. Thì giờ Giang sẽ đi cuốn rồi mọi người. Giờ cũng 6 giờ tối rồi. Giờ đi cuốn coi thử cuốn lên coi thử có con gì mình gọi cá được mình về. Nói chung là mình đi giăng lưới ngoài biển này có khi bữa có bữa không nha mọi người, chứ không phải là lúc nào cũng giăng là phải có cá nhiều nha. Tại mùa này thì nước kém á mọi người, nước kém nước ngoài biển ít á nên là cá nó ngoài biển nó vô á không có nhiều. Giờ Giang sẽ đi đầu kia Giang cuốn lên nha mọi người. Đây mọi người, nói chung là cũng cũng kiếm được mấy con cá nha mọi người, cũng được 6-7 con gì vậy. Cái này về chắc kho cà mọi người ơi. Đó giờ Giang sẽ gửi nha mọi người. Rồi đây dính được mấy con cá đối gì vậy? Mà nó dính khúc trên không nha mọi người. Đó, nói chung là cũng cá này dạo này nó cũng mập lắm, con nào nó tròn vo à, thấy không? Cá này có trứng rồi nha mọi người. Được 6-7 con gì chắc cũng đủ ăn nha mọi người. Đó, còn dưới đây có dính được cái con tôm tích biển nè. Mọi người thấy không? Đó, mọi người thấy con tôm tích biển chưa? Thì nó còn nhỏ nha. Đó. Rồi hết rồi. Rồi ra không có dính gì thêm á. À, đây có con nữa nè. Bây giờ Giang sẽ gỡ cá thôi mọi người. Nè mọi người thấy không? Cá đó con nhỏ thôi nhá, con bự. Nhỏ nhưng mà nó béo nha mọi người. Đó. Giờ mình xả cái này cũng mắc cả 15 phút á. Để mình phải xả cho nó kỹ thôi, là mình xả ẩu quá cái lưới này nó rách hết rồi, mình không có đi ấy lại nha mọi người. Đó thấy không? Cái đó nha mọi người. Mình không có tiền mua lưới khác đâu. Đây, nữa nè. Trời nó gió cũng khó làm lắm nha mọi người.
Cho mọi người thấy mặt trời đẹp này nha mọi người. Đó, đâu kêu rồi. Ủa? Đó, mọi người thấy chưa? Thấy buổi chiều không mọi người? Nè, mặt có gian là có thể tối quá mọi người không thấy á. Đó, 1, 2, 3, đã điện là đó, thấy chưa, thấy chưa? Đó, đèn chưa? Đó, này không phải cắt ghép cho mọi người, này video thật sự luôn á chứ. Rồi, xong rồi, tụt lưới xuống rồi. Có con nó dính nó rối nùi luôn mọi người, gỡ không được, khó gỡ lắm. Mình bắt buộc phải rách lưới thôi. Nói chung quê Giang này, muốn ăn thì ra biển giang cá kiếm gì ăn thôi nha mọi người. Rồi rồi rồi. Rồi thành quả một buổi chiều của Giang ngày hôm nay nha mọi người. Thì sáng giờ đi sớm về cầm đậu cũng được tiếng mấy mọi người. Vừa đi chơi vừa ngắm cảnh luôn. Nhưng mà bữa nay cũng thất thu nhưng mà cũng được mới cá này để mọi người thấy mang cá nó nhiều nhiều không? Đó. Nó còn thở nha mọi người. Rồi với đựng con cá đối bự, với còn đựng con cá đứa con nha mọi người. Cá đuối này là để mình kho mình ăn luôn. Rồi đó. Rồi, thành quả buổi chiều của Giang ngày hôm nay. Nói chung là bữa có nhiều và bữa có ít thôi. Rồi, đây là cảnh buổi chiều. Đó thì thôi Giang cũng giờ về nhà thôi mọi người ơi. Giờ Giang cũng kết thúc cái video tại đây nha. Thì chúc tất cả mọi người xem video của Giang là nhiều sức khỏe nha mọi người. Đó mọi người đừng quên xem video của Giang và đăng ký kênh YouTube của Giang, ủng hộ kênh YouTube Giang nha mọi người. Giang sẽ quay nhiều video hơn nữa cho mọi người xem. Rồi bye bye. Và hẹn gặp lại mọi người trong các video kỳ sau nha.